Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta lại gặp nhau trong cái video phân tích vàng, Forex và chứng khoán Mỹ theo fraction. Và Hoài tin rằng tuần này sẽ là một cái tuần quyết định cho thị trường vàng. Và bên cạnh đó cũng có thể là một cái tuần quyết định cho cái cặp tiền AUD, USD hoặc và NZD, USD. Chúng ta cùng đánh giá các cặp tiền, các mã chứng khoán Mỹ và đặc biệt là biểu đồ vàng trong cái video ngày hôm nay. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment bất kỳ cặp tiền hoặc là cái thị trường hoặc cái mã chứng khoán Mỹ nào mà anh chị cần phân tích. Hoài sẽ trả lời comment của anh chị bằng cái nhận định của Hoài theo phương pháp fraction của Bob Fonman Hoài đang sử dụng. Như phương pháp này Hoài đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và cái cách sử dụng của phương pháp này Hoài cũng đã hướng dẫn nhiều cho anh chị. Và nếu anh chị muốn tham khảo lại thì anh chị có thể xem lại cái video thực chiến trade vàng trên không gian H1 của Hoài sử dụng phương pháp fraction của Bob Fonman để có thể hiểu hơn một chút xíu về phương pháp mà chúng ta đang sử dụng này. Nhiều anh chị là muốn Hoài giao dịch thực chiến, giao dịch live trading để và ghi lại và quay lại video cho anh chị xem, nhưng mà cái điều đó gần như là không thể nào thực hiện được anh chị. Không thể nào thực hiện được. Và bởi vì cái khung giao dịch chính mà Hoài đang sử dụng ở đây chính là khung thời gian D1. Và nếu live trade trên D1 thì chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì gần như giá nó không có chạy bao nhiêu, đúng không ạ? Anh chị phải xem một cái video ít lắm cũng phải kéo dài thời gian, cũng phải cả tháng trời mới thấy được khoảng 3 đến 4 giao dịch của Hoài trên cái khung thời gian D1 này. Và nếu chúng ta giảm cái khung thời gian mà live trade đi xuống còn thấp nhất mà Hoài có thể thấy được trên biểu đồ, đó là khung M1 đi, một thanh nến là 1 phút, thì một cái video anh chị xem 15 phút thì nó chỉ mới hiển thị được có 15 thanh nến thôi, đúng không ạ? Hoài nghĩ là anh chị không có thể nào dành ra nhiều hơn 15 phút để xem một cái video đâu, đúng không ạ? Cao lắm là một cái video 20 phút là anh chị có thể xem là đủ rồi, là quá nhiều rồi. Đó, chúng ta còn nhiều thời gian, cần thời gian chúng ta cần phải làm những việc khác. Ai rảnh đâu mà chúng ta coi video hết, một cái video hết 15-20 phút, đúng không ạ? Thì đó, một cái video mà muốn anh chị muốn Hoài live trade thực chiến trên khu vực thấp nhất là M1 đi chăng nữa cũng không thể nào thực hiện được. Bởi vì chỉ trong một cái thời lượng video khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta gần như không có giao dịch nào để chúng ta có thể mà show cho anh chị thấy. Đó, thì nếu anh chị muốn coi cái thực chiến là như thế nào thì anh chị xem cái video này. Đó, xem những cái video phân tích Bitcoin, altcoin theo fraction vào Hoài mới đăng ngày hôm qua, ngày thứ bảy. Và ngày hôm nay là video phân tích vàng, Forex và chứng khoán Mỹ theo fraction. Thực chiến chính là những cái thanh nến mà chúng ta đặt lệnh ngay tại đây. Chính là những thanh nến Hoài đánh dấu ngày mũi tên sell ngay chỗ này hoặc là ngay chỗ này chẳng hạn. Đó chính là thực chiến. Đúng, đó chính là, không phải là thực chiến chứ là gì nữa không ạ? Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta nếu mà anh chị mà cảm thấy những cái video Hoài chia sẻ cho anh chị hữu ích thì anh chị bấm nút chia sẻ lên Facebook giúp Hoài, bởi vì đó là một cái việc mà anh chị có thể làm giúp Hoài tuyệt vời nhất mà Hoài có thể cảm thấy cảm kích nhất. Bởi vì cái mà chia sẻ của chị lên Facebook thì nó sẽ giúp tiếp cận được với nhiều trader khác, tiếp cận được với nhiều trader khác, và những trader khác có cơ hội được biết đến cái phương pháp mà Hoài đang sử dụng này nó hiệu quả đến mức như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng quay lại video vàng. Anh chị nào mà nhớ Hoài nhận định như thế nào về vàng trong tuần vừa rồi thì anh chị để lại comment bên dưới giúp Hoài nha. Tuần vừa rồi Hoài đã nhận định là vàng có khả năng có một đợt đảo chiều, tăng giá trong thời gian tới. Không phải là đảo chiều tăng giá mà bản chất của vàng nó đã là xu hướng tăng rồi. Đó, anh chị thấy trên phóng dài ra chúng ta thấy bản chất của vàng đã là một xu hướng tăng, và cái giai đoạn giảm giá này nhìn có vẻ là khá dài và khá là nặng nề, nhưng thực chất nó chỉ là một giai đoạn điều chỉnh, còn gọi là pullback chứ gì, gọi là sóng kéo ngược, sóng thoái lui trong cái xu hướng tăng này mà thôi. Và một khi cái sóng kéo ngược này nó kết thúc
kết thúc và nó chuyển sang giai đoạn tăng giá trở lại, thì sẽ có một đợt tăng trưởng rất là kinh khủng của vàng. Đó, đó là trường hợp cái sóng kéo ngược này kết thúc nha, nha. Đó. Cho nên tuần ngay trong tuần này Hoài cảm thấy là có khả năng là vàng sẽ kết thúc cái sóng điều chỉnh này và nó sẽ chuyển sang một sóng tăng mới. Vì sao? Vì có những nhận định như thế này, có những cái chứng cứ chúng ta không thể nào chúng ta nói suông được. Thứ nhất là chúng ta thấy một mô hình hai đáy, nếu mà đáy một đáy hai nè, một hai đáy là một hình đảo chiều từ giảm sang tăng, nó gần như nó đã hoàn thành rồi và chỉ cần có một cú phá vỡ lên khỏi cái vùng đường cổ, là cái đường nối đường ngang nối ngang quanh 1755, phá vỡ và đóng cửa bên trên, chúng ta sẽ xác nhận có sự đảo chiều của mô hình này, tức là mô hình này đã có sự phá vỡ rồi anh chị. Nếu có một cú phá vỡ lên trên 1755 và đóng cửa nha, đóng cửa, chúng ta sẽ có một sóng tăng, cái một sóng tăng và có thể là nó đạt đến mục tiêu, tính thử mục tiêu cho quanh mức này đi. Đây, tính thử mục tiêu nha anh chị. Kéo lên trên từ cái mức đó thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu quanh 1830. Đó là mục tiêu tính theo cái mô hình thôi. Sẽ có những trường hợp mô hình nó chỉ đạt khoảng 80-90% mục tiêu mới đạt tới 100%. Thì chúng ta cứ nhắm tới mức quanh 1830 cho vàng trong thời gian tới đi, nếu có cú phá vỡ nha. Còn bây giờ nó thất bại, nó không phá vỡ được thì coi như mô hình đã bị thất bại. Và tuần vừa rồi cũng đã có một cái nhận định rất là quan trọng, đó là nếu vàng phá vỡ lên được một cái đường xu hướng giảm lớn như thế này, đó, đường xu hướng giảm rất lớn và rất mạnh, thì khả năng cao là con sóng tăng của vàng sẽ quay trở lại. Đó. Rồi bây giờ chiến lược, chúng ta nhận định xong rồi thì chúng ta chiến lược như thế nào, chúng ta giao dịch như thế nào? Hoài cũng đã nói đi nói lại nhiều lần, đó là cái thiết lập giao dịch của chúng ta theo phương pháp Russian Portfolio, nó được thiết lập nên từ một cú nén. Tất cả những thiết lập mà Hoài buy sell hướng dẫn cho anh chị mua chỗ nào bán chỗ nào đều hình thành từ một khái niệm, đó là cú nén. Cú nén là gì? Đó là cái giai đoạn mà giá bị nén giữa hai yếu tố kỹ thuật, và trong đó có một cái là đường EMA 21, là chính là một cái đường trắng như thế này. Thì cái yếu tố còn lại nó sẽ quyết định là cái cú nén khi nào kết thúc. Đó, thì cái yếu tố còn lại đó có thể là một đường xu hướng, có thể là một đường kháng cự ngang hoặc là một đường hỗ trợ ngang. Chúng ta cùng điểm lại những cái giao dịch chúng ta đã vào trong quá khứ để anh chị có thể hiểu thêm được cái cú nén là cái gì. Đây là giao dịch bán chúng ta vào gần nhất, cách đây một tuần, hai tuần đi, cách đây hai tuần. Ngày bán ngày tạo thành đến nay chúng ta ăn một con sóng giảm nhỏ, nhưng vẫn là một giao dịch thành công. Cái cú nén ở đây là gì? Anh chị thấy giá trong cái giai đoạn này đúng không ạ? Giai đoạn này, bóng to ra nha. Nó bị nén bên trong, bên trong cái đường dưới một chiếc hộp màu vàng, và cái đường bên trên chính là đường EMA 21. Giá này bị nén bên trong cái khu vực này. Đó, chỉ cần cú phá vỡ xuống cái đáy thanh nến này thì chúng ta sẽ có một sóng giảm. Thì tại sao lại chọn thanh nến này? Bởi vì họ nghĩ rằng thanh nến này chính là thanh nến cuối cùng trong cú nén, nó không thể nào nó lấp đầy thêm một thanh nến nào nữa. Thì trong trường hợp này nó lấp thêm một thanh nhỏ nữa, đó, sẽ có nhiều trường hợp mà sẽ có nhiều trường hợp nó lấp thêm một hai thanh nữa, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh chị đã chọn đúng một thanh nến để chúng ta có thể đặt lệnh, chúng ta sell stop dưới đáy thì chúng ta dừng ở phía trên đỉnh thanh nến đó. Đấy, tua vào quá khứ chút xíu nữa. Nhiều anh chị nói Hoài phân tích quá khứ, không phải nha anh chị. Tất cả những cái thanh nến này Hoài đặt lệnh ngay tại đây là Hoài đã phân tích cho anh chị rõ ràng trong những cái video cách đây 3-4 tuần rồi, anh chị có thể tự xem lại. Không phải mà Hoài xem lại quá khứ nó giảm chỗ nào Hoài đánh dấu ngay chỗ đó nha anh chị. Hoài đã đánh dấu ngay cái mức này khi mà cái setup nó xuất hiện rồi. Đấy, ở đây chúng ta có một setup, đó chính là phá vỡ đường xu hướng này. Anh chị thấy cú nén không ạ? Cú nén ở đây chính là giá nó bị nén bên trong, bên trong đường EMA 21 bên trên và đường xu hướng bên dưới. Đó, thì đây chính là thanh nến cuối cùng trong cú nén đó. Nó không thể nào lấp thêm được một cái thanh nào nữa vì nó đi đến điểm cuối rồi, bắt buộc chúng ta phải sell. Và đặc biệt cái thanh này cũng là một thanh pin 3 giảm rất là đẹp. Đó, sell ăn một sóng giảm, đơn giản như vậy thôi anh chị.
Đó. Cho nên nhìn trên biểu đồ, nếu anh chị muốn trả lời được câu hỏi là chúng ta vào là được hay không, anh chị phải trả lời cho hỏi câu hỏi có một cú nén nào hay không đang diễn ra trên biểu đồ hay không. Đó. Rồi bây giờ trên biểu đồ vàng, hoặc là chúng ta đã nhận định là vàng sẽ có một đợt tăng giá đúng không ạ, nhưng mà có cú nén nào diễn ra chưa? Chưa đúng không ạ, chưa có cú nén nào hết. Và trước mắt chúng ta phải cần có một cú phá vỡ khỏi mô hình hai đáy thì chúng ta mới tiến hành mua vào được. Đặc biệt cái đường MA21 nó cũng chưa ngóc lên nè, nó cũng chưa ngóc đầu lên, nó chỉ mới sàn sàn ngang ngang thôi đó. Còn trong những trường hợp bên tay trái nè, chúng ta sell khi đường MA21 vẫn còn đang dốc xuống thì xu hướng giảm vẫn còn đang chiếm chủ đạo. Còn hiện tại chúng ta có chưa có sự xác nhận là chuyển sang xu hướng tăng, cho nên đừng có mua vào lúc này anh chị, đứng ngoài chờ có một cú phá vỡ lên trên thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành tìm những cái cú nén để chúng ta vào. Tiếp theo là bạn, với bạn chúng ta thấy giá phá vỡ xuống khỏi một chiếc hộp màu vàng, thì những cái chiếc hộp này bất kỳ khi nào anh chị thấy giá tôn trọng một cái vùng giá đi ngang, tức là có thể một cái vùng mà chúng ta vẽ được đường trên và đường dưới, thì anh chị vẽ cho họ một chiếc hộp như vậy, thì những chiếc hộp này cũng sẽ có thể đóng vai trò là cái yếu tố kỹ thuật còn lại trong cái cú nén. À, tưởng tượng ha, cái cú nén chúng ta được tạo thành bởi hai yếu tố kỹ thuật, thứ nhất là đường MA1 và thứ hai là một đường xu hướng hoặc là một đường hỗ trợ kháng cự, thì cái đường hỗ trợ kháng cự của chiếc hộp này có thể đóng vai trò là yếu tố còn lại đó. Đó. Trong trường hợp này chúng ta thấy giá đã phá vỡ xuống khỏi chiếc hộp và khả năng là sẽ chuyển sang một xu hướng giảm mới cho bạn. Anh chị thấy cú nén nào vậy diễn ra chưa? Chính là cú nén giữa đường MA1 và đường xu hướng tăng này. Giá đã đi đến điểm cuối cùng cú nén thì chúng ta bắt buộc chúng ta sell dưới đáy quanh 24.8 là dừng lỗ đặt phía trên đỉnh luôn. Xích lên chút xíu, đừng có đặt ngay chính xác cái đỉnh. 25.7 là ok rồi. Kỳ vọng có một sóng giảm. À. Tiếp theo là dầu. Thực sự Hoài phân tích cho anh chị. Thực sự Hoài phân tích cho anh chị á, nghe nó có vẻ dài dòng, nhưng mà ra Hoài nhìn trong một cái đồ trong vòng 5 giây đến 10 giây là biết được có thể giao dịch được hay không rồi. Nên anh chị lâu, anh chị quen với phương pháp thì không có bao giờ cần tới quá 20 giây để phân tích một biểu đồ đó anh chị ha. Hiện tại chúng ta thấy giá đang di chuyển bên trong một cái hộp đi ngang đó, trong một cái hộp đi ngang, và nó dần dần, đây là biểu đồ dầu nha anh chị, nó dần dần nó đang coi cái đường MA1 nằm bên trên đường màu trắng này là một vùng kháng cự. Bắt đầu chúng ta thấy có một cú nén đang hình thành. Đấy, cú nén giữa đường MA1 bên trên và đường hỗ trợ bên dưới là cái cạnh đáy của chiếc hộp. Rồi cái cú nén này nó vẫn còn đang rất là lỏng, chúng ta thấy còn nhiều khoảng trống nữa đúng không, còn khá là nhiều khoảng trống ở đây. Tiếp tục chờ đợi cái cú nén này diễn ra chặt hơn, và khi nào mà không còn có khoảng trống nào nữa chúng ta sell. Tiếp theo là Uchi. Vậy thấy cú nén nào diễn ra chưa? Đấy, rất là dễ, cái phương pháp này dễ lắm, không có gì cả, chúng ta vẽ được một đường xu hướng này. Đường MA1 thì nó có sẵn rồi, cú nén đang diễn ra giữa đường xu hướng và đường MA1, nó đi tới điểm cuối cùng chưa? Hãy nghĩ là rồi, bài ngay cái thanh nến này là được, bài stop phía trên quanh 110.02, dừng lỗ dưới đáy của thanh thấp thanh bên trái luôn nha, tập đây đi qua đi, quanh mức 118.8 là được. Đấy, chút lợi có thể canh quanh cái mức 111.5 hoặc là 112. À. Tiếp theo là EU, khi mà anh chị đã quen rồi anh chị không còn tốn nhiều thời gian để phân tích đâu. EU anh chị thấy đường 21 đã bị phá vỡ lên trên rồi, cho nên cái xu hướng giảm của nó có vẻ như còn không còn được tôn trọng nữa. Đó, đường 21 là một đường rất quan trọng, khi mà cái đường này bị phá lên trên trong xu hướng giảm thì khả năng cao xu hướng giảm đó là nó đã mất đi được động lượng rồi. Tiếp tục chờ đợi xem giá nó làm như thế nào, và xu hướng của EU chỉ được thay đổi từ giảm sang tăng khi có một sự đóng cửa bên trên 1.198 cho 1.2 luôn đi cho chặt. Tiếp theo là GU. GU chúng ta mua ngay tại thanh này. Đó, ngay tại thanh đánh dấu mũi tên tăng này và dừng lỗ trong tuần vừa rồi. Setup chúng ta mua đó là phá vỡ đường xu hướng bên trên. Đó, đường xu hướng bên trên. Nhưng setup này nó không có được đẹp lắm, cho nên chúng ta đã giảm khối lượng lại 1/2. Họ đã khuyến nghị trong quý đôi tuần vừa rồi. Cho nên nếu giao dịch này anh chị dừng lỗ chỉ mất 0.5R lợi nhuận thôi. Vậy nha. GU tiếp theo tuần sắp tới nó sẽ tiếp tục di chuyển bên trong cái chiếc hộp màu vàng này, gọi là một cái vùng phạm vi đi ngang, tạm thời chưa có giao dịch nào đối với GU. Tiếp theo là AU. À,
lại AU, họ đã vẽ cái vùng phạm vi là cái hộp vào vàng này rất là lâu rồi. AU nó di chuyển trong cái vùng phạm vi này lâu lắm rồi, từ tháng 12 2020 tới giờ 3 tháng 4 tháng ha, gần 4 tháng. Thì anh chị tưởng tượng nếu có một cú phá vỡ khỏi cái hộp này, nó sẽ giá nó sẽ di chuyển như thế nào, có một sóng tăng hoặc là giảm rất là mạnh đúng không ạ? Anh chị thấy cú nén nào chưa? Họ đã thấy một cú nén, đó là giá bị nén giữa đường EM21 bên trên và cái cạnh dưới của chiếc hộp bên dưới này. Đó, nó nén cũng khá là tốt rồi đó, bắt đầu nén từ khoảng 25 tháng 3 cho tới giờ ha, 2 tuần rồi. Sell được chưa anh chị? Họ nghĩ là rồi, đây chính là thanh nến cuối cùng trong cái cú nến này, hoặc có thể là nó lắp thêm một thanh nến nữa trong cái khoảng nhỏ này đó, trong cái ô này nó cũng có thể lắp thêm một thanh nữa, nhưng mà không vấn đề gì, miễn sao chúng ta đặt chốt lời dừng lỗ, đặt lệnh sell, đặt lệnh dừng lỗ phù hợp mà thôi. Sell dưới đáy nè, 0.757, dừng lỗ đặt phía trên luôn cho chắc, quanh 0.768. anh chị đặt dừng lỗ phải chừa một khoảng trống cho giá di chuyển đó nha, chứ đừng có đặt chặt quá. Chặt quá là nhiều khi nhiều sàn của anh chị cái spread nó lên cao, spread nó lên cao thì giá nó còn giật phát làm anh chị mất dừng lỗ rồi. Tiếp theo là NU, có cần phân tích gì nhiều không anh chị? Đấy, anh chị nào mà nhìn vô cái biểu đồ này anh chị thấy được ngay một cú nén, mà thấy được ngay chúng ta có thể buy sell như thế nào là anh chị đã có một bước tiến bộ rất là vượt trội rồi đó. Chúng ta sell ngày đại thanh đến này. Đấy, tại sao lại chọn thanh này mà không phải là thanh cuối cùng? Đấy, thanh cuối cùng này cũng là thanh nến lấp đầy cái khoảng trống cuối cùng trong cái cú nén này mà. Nhưng Hoài luôn chọn, ưu tiên chọn những thanh nến giảm với kèo sell, thanh nến giảm lớn với kèo sell và thanh nến tăng lớn với kèo buy. Những thanh nến giảm lớn này có một cái lợi thế, đó là chúng ta có cái dừng lỗ tốt hơn. Chúng ta đặt dừng lỗ phía trên này, chúng ta dễ, khó bị dính dừng lỗ hơn là thanh nến nhỏ này. Sell quanh cái mức đáy 0.698, dừng lỗ chúng ta đặt quanh 0.707, kỳ vọng một sóng giảm cho NU trong thời gian tới. Anh chị thấy AU với NU là chúng ta cùng vào kèo giảm, là chúng ta đang đi đúng hướng thị trường rồi đó. Tiếp theo là US30, chúc mừng anh chị đã vào ngay đáy của thị trường, ngay tại mũi tên tăng ngay chỗ này, và mua rất là tuyệt vời ngay tại mức giá là quanh 32.600. Tại vì chúng ta có được khoảng gần 2R lợi nhuận, 1,5 đến 2R lợi nhuận. Tiếp tục giữ lệnh nha anh chị, canh chốt lời quanh 34.000. 34.000 chúng ta chốt lời được rồi, đây là một số tròn rất là mạnh. Rồi tại sao chúng ta buy ngay tại đây thì chắc là không cần giải thích nữa đâu ha. Tiếp theo là Tesla. Rồi, Tesla, tuần vừa rồi có nhận định là khả năng Tesla có một đợt đảo chiều tăng, nhưng mà bây giờ thì chưa. Bắt đầu chúng ta thấy có một cú nén đang diễn ra nè, giữa đường kháng cự màu xanh và đường EM21 màu trắng bên dưới. Đấy, cái cú nén nằm ra quanh cái khu vực này. Khi có một thanh cuối cùng, phải là thanh tăng nha anh chị, thanh tăng nha, cuối cùng lấp đầy khoảng trống cuối cùng trong cái cú nén này, chúng ta tiến hành mua. Tiếp theo là EA là cái mã Electronic Arts. Electronic Arts nha anh chị, nhìn kỹ nha. Họ có nhận định là cái mã này sẽ có khả năng đảo chiều tăng trong cái thời gian tới, vì nó đã thoát ra khỏi một chiếc hộp đi ngang, tiến hành mua vào khi giá hình thành một cú nến mới. Trên đây là cái video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ The Fraction. Anh chị thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào, để lại comment bên dưới giúp Hoài, Hoài sẽ trả lời comment nhận định cho anh chị. Và chia sẻ cái video này lên Facebook nếu anh chị cảm thấy nó là một cái video hữu ích. Cảm ơn anh chị và chúc anh chị một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.